Pizza là một món xuất xứ từ Ý và bây giờ trên khắp các mọi quốc gia từ Mỹ, Mexico hay là Thái Lan, Việt Nam bây giờ thì cũng đã có. Món ăn thông dụng từ trẻ em, người lớn đều rất yêu thích. Một chiếc bánh ngon, có cái lớp vỏ như là lớp vỏ bánh mì, giòn giòn, béo béo và lớp nhân thì đa dạng. Chúng ta có thể thấy nhiều quốc gia làm những loại nhân khác nhau, nhưng đa phần mình thấy ở bên Mỹ, ở bên đây thì nó có nhiều loại như là bánh pizza Hawaiian, nó có khóm nè, rồi có ham, rồi có pepperoni hoặc là bánh pizza chay. Đây thì mình sẽ làm cái món bánh pizza này. Thì bánh pizza chay không có thịt, thì trong thời gian này vẫn còn thời gian là cách ly, hầu hết trên các siêu thị bây giờ để mà kiếm những cái bột và đầy đủ để mình nướng bánh á, thì rất là khó. Thì hôm nay Ni sẽ chia sẻ cùng các bạn cái cách mình làm bánh pizza rất là đơn giản, chỉ có hai nguyên liệu thôi. Mình không cần bột nở nè, không cần bột mì đa dụng, bột mì để làm bánh mì hay là dùng cái lò nướng, cái oven của mình để nướng nữa. Rất là dễ, nguyên liệu chính của mình có hai thứ hôm nay, đó là bột mì từ lúa mạch và do ua không có đường, rất là dễ. Bởi vì cái phần bột mình mua ở đây thì còn gọi là self-rising flour, tức là bột tự nở. Bởi vì căn bản trên cái phần bột mà mình thấy ở ngoài cái bao bì đó, người ta có để là bột này nó đã có một chút bột nở và một chút muối ở trong đó, mặc dù nó không có số lượng nhiều như mình tự bỏ ở nhà, nhưng mà để tăng cái độ nở lên mà không cần dùng đến bột nở đó, thì mình sẽ dùng cái phần da ua để kích thích cái bột cho nó nở nhiều như cái ý mình muốn nha các bạn. Đây là cái túi bột mình mua nè. Mình mua cái này thì ở trên Amazon, mình mua trên online ha. Ở ngoài siêu thị thì nó không có, mình không thấy bán các loại bột như thế này. Đây là bột 100% từ lúa mạch, đó là bột tự nở, người ta đã có bỏ một chút xíu bột nở và một chút xíu muối. Đó là lý do một lúc sau các bạn khi mà xem cách mình làm bột đó, thì mình sẽ không phải bỏ thêm cái phần muối vào bột nữa, bởi vì nó đã có mặn mặn ở trong đó một chút xíu rồi. Còn cái phần mà yogurt đó thì bạn có thể xài bất kỳ cái loại da ua nào mà không có đường. Cái da ua là cho sữa nguyên kem, tức là còn nguyên cái chất béo, hoặc là bạn cũng có thể xài da ua nó gọi là plain yogurt, tức là da ua không có độ béo nhiều, 2%, 1% hoặc là 0% độ béo vẫn được. Bất cứ cái loại da ua nào mà không đường là được nha các bạn. Bây giờ thì chúng ta sẽ bắt tay vào làm chế biến cái phần bột của mình trước nhé. Bây giờ thì mình sẽ cân chuẩn bị cái phần bột mì trước. Bột mì ở đây mình sẽ cần là 240g. 240g thì mình sẽ làm ra được một cái bánh pizza size medium. Các bạn có thể thích thì mình có thể tăng lên để làm cái size bánh lớn, hoặc là bớt lại để làm size bánh nhỏ ha. Thì 240g bột mì Tây, hay còn gọi là self-rising flour, mình sẽ cần 230g bột, xin lỗi các bạn, 230g cái phần da ua không đường. Nó chỉ ít hơn cái phần bột 10g thôi các bạn. Mình làm xong, cân xong như vậy thì mình sẽ trộn hai thứ lại với nhau, rồi mình sẽ nhồi chỉ vòng 2 hoặc 3 phút là được, không cần phải nhồi lâu như khi mà mình làm bánh mì. Mình cho sữa chua vào cái phần bột bánh mì, cho vào một cái tô hơi lớn lớn như vậy nè các bạn, mình sẽ dễ nhồi hơn á. Rồi mình dùng cái spatula, cái vá như vậy nè, mình trộn cho nó đều sơ sơ trước. Rồi sau đó mình sẽ dùng tay để nhồi trong vòng 2-3 phút nha các bạn. Mình không cần nhồi kỹ trong cái phần này, chỉ cần 2-3 phút cho hai thứ này nó đều với nhau là được. Rất là mau, trong vòng 15 phút thì mình sẽ hoàn thành xong cái bánh pizza của mình. Mình rất thích ăn bánh pizza mà không có thịt á,
Tại vì mà mình là quê của mình ở Tây Ninh, thì các bạn biết dân Tây Ninh thì có núi Bà Đen nè, có tòa thánh Cao Đài, và hầu hết những người dân nơi đó người ta thường ăn chay đó bạn. Gia đình mình cũng vậy, ăn chay 1 tháng trung bình là 10 ngày, nhưng mà thường thì mình đã ăn hơn 10 ngày mình đã quen rồi. Ao 2 3 phút thì mình được một viên bột như thế này đây các bạn, nó cũng còn khá là ướt và còn dính tay rất là nhiều, bởi vì trong thời gian này mình không có dùng bột khô đó, dùng bột áo, nhưng mà vẫn không sao cả. Bây giờ thì mình tạm thời cho nó nghỉ khoảng 5 phút thôi. Mình dùng một miếng wrap giấy mà plastic wrap đồ ăn đó, mình đậy lại cho nó nghỉ ở đây 5 phút. Mình đi qua cắt một số rau củ để mình làm cái nhân, sau đó mình sẽ quay trở lại. Đây là một số rau củ mình cần. Mình có ớt ngọt nè, ớt ngọt xanh đỏ, rồi củ hành, rồi khóm, rồi trái ô liu. Bữa nay thì mình không tìm được trái ô liu tươi, cho nên mình sử dụng trái ô liu ở trong cái lon, nhưng mà cũng rất là ngon. Cái số lượng mình cần xài cho cái bánh này thì mình để trên cái phần miêu tả, hoặc các bạn có thể thấy trên cái màn hình ha. Thật ra thì cái số lượng này nó không có một cái con số chính xác nào. Mình thích cái gì thì mình sẽ bỏ thêm nhiều như thế đó thôi, giống như là cheese hay là sốt cà chua. Mình ở đây thì mình xài cái lượng vừa phải thôi, bởi vì mình không muốn là cái bánh mình nó có quá nhiều cái sốt, nó sẽ làm ướt đó, cho nên mình xài nó hơi ít hơn so với ra ngoài tiệm làm. Nếu bạn thích thì bạn bỏ nhiều thêm. Cheese thì mình cũng sẽ xài là cheese sợi ở đây. Cheese sợi mình cũng rất là dễ tìm ở các siêu thị. Nó người ta sẽ để chung cái phần cheese và phần mà sốt cà chua làm cho bánh pizza, nó cũng sẽ ở gần nhau, rất là dễ tìm. Chỉ vài đồng cho mỗi thứ như vậy thôi, cũng rất là rẻ. Bây giờ thì mọi thứ đã sẵn sàng, mình sẽ trở lại với cái phần bột của mình. Mình sẽ nhồi sơ lại vài phút nữa, rồi mình sẽ cán bột ra để làm một miếng hình tròn, rồi mình sẽ bắt ngay vào cái phần nướng bánh nha các bạn. Này thì mình sẽ cần một miếng bột áo ở phía dưới và một chút xíu bột khô ở trên tay để không cho dính bột nha các bạn. Mình nhồi khoảng 3 đến 4 phút cho bột mình đều trở lại, và bạn sẽ thấy bột nó có độ dai hơn rất là nhiều. Trong thời gian mà mình để bột nghỉ 5 phút á, thì bột nó đã nở ra được một chút. Mình nhồi sau 2-3 phút thì mình sẽ định là hình lại một cái viên như thế này, để cho mình cán ra đó nó được tròn hơn. Độ dày của miếng bột này là nó tầm hơn 1 cm một chút xíu, chưa đến 2 cm nha các bạn, hơn 1 cm chút xíu là được. Rồi bởi vì sau khi mình nướng nóng bột mình nó sẽ nở dày hơn, cho nên mình đừng có cán quá dày, nhưng bạn có thể cán mỏng hơn nếu bạn thích. Bây giờ thì sau khi mình cán ra nó tạm tạm như vậy, mình dùng một cái đĩa nè, bạn có thể dùng một cái chảo cũng được nữa, bất cứ cái gì mà cái size nào bạn thích đó, mình để lên định hình cái vòng tròn. Sau đó mình dùng cái dao pizza mình cắt như vậy nè, rất là mau và dễ nữa. Mình cũng không cần là phải chính xác tròn, thật là tròn nữa nha các bạn, bởi vì sau khi mình mang qua cái chảo cái bột mình nó sẽ bị lệch, mà mình còn phải cần để chỉnh lại nữa. Cái số bột dư này mình có thể làm một cái bánh nhỏ nữa cho bé ở nhà, hoặc là mình có thể trả lại cái chính giữa cái miếng bột nè, mình cán sơ lại nữa là xong. Như mình như vậy nè là xong rồi. Bây giờ sau khi mình cán xong như vậy nữa là mình sẽ tạm thời để nó ở đây 1 2 phút. Mình đi qua cái phần bếp của mình á, mình cho một cái chảo lên bếp, mình bật lửa để cho cái chảo mình nóng. Khi lúc đầu như vậy thì mình nên dùng cái độ lửa lớn. Mình cho một thìa canh dầu ăn vào, không cần quá nhiều nha các bạn. Mình nên nướng với cái chảo không dính như vậy thì mình sẽ không cần đến dầu quá nhiều. Bây giờ chảo và dầu đã nóng, mình sẽ cho một chút xíu dầu vào hai cái lòng bàn tay mình thoa đều lại với nhau. Mình sẽ lấy cái phần bột bánh bằng hai cái tay cho vào chảo, và sau đó cũng dùng tay để làm phẳng là cái mặt bột ở trong chảo như vậy. Rất là dễ, bởi vì mình không thể nào dùng cái bao tay trong thời gian này được, bởi vì mình cần dầu ở trên tay để định hình. Sau đó bạn có thể dùng cái vá như vậy nè,
làm cho cái vòng tròn của mình nó smooth lại là được. Cái thời gian này các bạn nhớ là mình hạ lửa nhỏ xuống, nhỏ thật là nhỏ ha. Sau khi mình để bánh vô khoảng hơn 1 phút, 2 phút gì đó mà mình kiểm tra thấy cái mặt bánh mình nó vàng như vậy thì mình rỡ qua mặt bên kia. Rồi mình sẽ bắt đầu cho cái phần topping mình vô. Nếu mà mình nướng lò đó thì mình sẽ không cần cái công đoạn này. Bởi vì khi mình nướng bằng lò thì cái phần bánh của mình nó sẽ vàng cái mặt trên. Nhưng mà mình là dùng bằng chảo, bởi vậy mình phải chịu khó nướng hai mặt như thế, nhưng mà cũng rất là mau. Cái lớp đầu tiên của bánh của mình luôn là cái sốt cà chua nha các bạn. Kế đến là một cái lớp cheese để cho cheese nó chảy. Khi mà tan chảy nó sẽ kết dính các rau củ của mình. Rau củ thì mình bỏ bất kỳ cái gì mình thích á. Ở đây thì mình bỏ nấm nè, ô liu nè, ớt ngọt xanh đỏ, củ hành, rồi nấm, rồi khóm như vậy thôi. Nhưng mà cũng rất là ngon. Bạn cũng có thể bỏ cái rau dền Mỹ nữa, hoặc là con mình các bé ở nhà thích cái loại mà sausage hay là pepperoni hay là ham gì đó, bạn cũng có thể bỏ vô, cũng rất là ngon. Bây giờ cái lớp trên cùng nó sẽ là một lớp cheese mỏng nữa. Rồi sau đó mình sẽ đậy nắp lại. Các bạn nhớ giùm mình thời gian khi mà nướng bánh bắt đầu cho đến cuối là mình luôn để lửa nhỏ, thật là nhỏ. Bởi vì như thế mình sẽ dễ dàng kiểm soát cái độ chín của bánh, độ vàng của bánh nó có đều hay không. Nếu mà bạn dùng cái lò ga như mình ở đây á, thì mình cần phải trở cái chảo mình cho nó được chín vàng đều. Còn nếu nhà bạn có bếp điện thì mình nghĩ là không cần, bởi vì bếp điện nó sẽ nóng đều với nhau. Còn bếp ga bạn biết nó chỉ là một khốn lửa chính giữa thôi. Bởi vậy cho nên mình phải xoay cái chảo, mình đậy nắp khoảng, và mình nướng như vậy khoảng 5 đến 7 phút thì bánh mình sẽ chín. Mình đậy nắp như vậy để là cho cái bánh mình mặt trên chín đều, cái chi mình đã được tan chảy ra và cái phần rau củ của mình được chín đầy đủ nữa. Như vậy cái bánh mình khoảng là 6 phút, hơn 6 phút một chút xíu nó đã vàng rồi, rất là mau. Bánh mình sau khi mở nắp ra đó thì mình tắt lửa, mình để như thế khoảng là 1 phút rồi mình mới mang ra cái dĩa. 1 phút ở đây là mình muốn để cho cái bánh mình nó bốc cái hơi nước mà từ trong cái nắp mình đem ra đó. Như vậy thì cái bánh mình nó sẽ giòn. Bởi vì mình làm ở nhà mình không có xài dầu nhiều đó các bạn, cho nên trên cái đĩa này bạn thấy mình không có để cái giấy thấm dầu. Còn nếu mà bạn đã nướng trên cái chảo mà cần quá nhiều dầu đó, khi lấy ra thì bạn nên để cái miếng giấy lót thấm dầu ở dưới ha, rồi để cái bánh lên. Bây giờ mình chỉ việc cắt ra và thưởng thức thôi. Rất là thơm. Bạn có thể thấy cái bánh bây giờ nó rất là đều nè. Cái viền bánh nằm mặt như là một lớp bánh mì giòn, rất là ngon. Cái độ bánh như vậy đối với mình á thì mà mình thấy nó là vừa phải, không quá dày và cũng không quá mỏng. Bởi vì cái bánh này sẽ tùy theo cái ý thích của mỗi người và mỗi gia đình. Bạn có thể điều chỉnh cái độ dày mỏng và cái sốt và cheese nhiều hay ít theo cái ý thích của mình ha. Wow, thơm quá chừng luôn cả nhà ơi. Các bạn có thể cảm nhận được cái độ giòn của nó như thế nào mà khi mình cắt bánh á, kêu cái tiếng nghe rất là hấp dẫn. Các bạn biết không, khi mà mình ăn bánh pizza này á, mình thích ăn nhất là cái phần gì các bạn biết không? Đó là cái phần vỏ bánh. Các bạn đừng cười mình nhé, mình không có thích ăn phần nhân, không thích cheese, rồi cũng không có thích sốt cà chua. Các con của mình thì thích, nhưng mà khi chúng ăn đó thì tụi nhỏ hay chừa lại cái rìa của bánh, cái vỏ bánh ở ngoài đó. Nhưng mà mình thì rất thích cái phần đó, bởi vì nó giống như là cái miếng bột bánh mì đó, nó lại ngon hơn nữa. Bởi vì trong cái phần này á, mình nướng cái lớp mỏng như vậy á, nó đều vàng đều hai mặt, nó rất là giòn, rất là ngon luôn. Và thơm cheese, rồi các loại rau củ của mình nó rất là tuyệt vời. Rồi mình bây giờ mình sẽ cắt ra và thưởng thức thôi. Món pizza này thì luôn đi kèm với cái bột cheese, chi bột đó nha các bạn. Rồi với một chút ớt khô mà người ta xay nha như vậy để lên, rất là ngon và tuyệt vời. Bây giờ thì mình thưởng thức cái miếng bánh đầu tiên của nhà mình đây. Nhà mình 4 người thì cái bánh này mình cắt ra làm 4 miếng như vậy, thật là vừa đủ ăn một lần, làm rất là mau các bạn. Chỉ là 15 phút mình có một cái bánh ngon, vàng ươm, hấp dẫn và thơm vô cùng luôn.
Cảm ơn các bạn thật là nhiều đã luôn ủng hộ và đồng hành với mình trong suốt hơn 60